Được rồi, ok, hello, Chuyến chào mọi người nha. Đây là Chuyến đây. Thì cứ đến chủ nhật hàng tuần mọi người, Chuyến sẽ lại làm ra một clip giải trí cho mọi người xem và các khán giả thân yêu của kênh Chuyến 1697 được xem. Thì là hôm nay thì Chuyến chúc mọi người và các bạn, những khán giả đang xem kênh của Chuyến, một ngày chủ nhật của tuần thật là vui vẻ bên gia đình nha mọi người nhé. Thì là cái nội dung của cái clip hôm nay là gì thì Chuyến cũng đã ghi ở trên tiêu đề video rồi. Còn ở trong video thì Chuyến sẽ nói tiếp. Còn bây giờ Chuyến sẽ đi thực hiện clip cho mọi người xem để mọi người không phải chờ lâu nha mọi người nhé. Ok, let's go. À, mọi người xem video của Chuyến cho Chuyến xin một like này, một share này, một sub là một view để ủng hộ Chuyến cho mọi người nhé. Ok mọi người nhé, thì đây là cái mô hình 4 xe tại công trường, trong công trường mà người ta khai thác cái gì đó, quặng than đá rồi đổ mọi thứ trên đời. Thì là gồm có Chuyến cũng mua được bản thiện đọc hóa này về thực tế cho mọi người xem. Thì cái loại đồ chơi này gần như là dành cho trẻ con, trẻ mẫu giáo thì thích chơi. Khả năng là các bạn sẽ thích xem cái video này hơn. Thì là đây là xe, bạn có thể nhìn ở đây là xe tải này, đây là xe chở nước và chở dầu Chuyến cũng biết. Đây là xe trộn bê tông này, đây là xe nó có cái máy múc ở bên trên này, trông cũng rất là đẹp mọi người. Đây, bây giờ Chuyến sẽ xé tung nó ra và để xem bên trong cái chiếc xe này nó có cái gì hay không gì đâu, biết rồi chi tiết của nó có đẹp mắt không mọi người nhá. Mọi người chờ Chuyến một chút. Ok mọi người, thì giờ Chuyến đã vừa mới mở được cái cửa bóng ra rồi, giờ Chuyến sẽ tung này ra để bên trong nó có cái gì đặc biệt. Vẫn là nó nha mọi người nhá, Chuyến không phải Chuyến thay cái đồ chơi khác đâu, vẫn là cái vỏ lợi chuyện cho mọi người xem nhé, vẫn là nói này, không có gì thay đổi đâu nhé. Đây là xe bồn trộn bê tông này. Giờ Chuyến sẽ mở hết nó ra đã, từng món một để xem là có nó có cái gì đặc biệt. Wow, xe tải này. Đấy, rồi là xe chở máy múc này. Đấy, nên là ui thì Chuyến khả năng là Chuyến sẽ thích cái xe này nhất đi. Sao cái này nó lại à, cái này nó có cái khớp lối ở đây thì ra là thế. Đây là xe máy múc, máy cẩu, còn một cái xe nữa ở đây, đây xếp hàng ở đây, ba xe xếp hàng ở đây, còn xe là xe chở nước, xe chở dầu gì đó. Ok nha mọi người nhé, bây giờ Chuyến sẽ giới thiệu từng công dụng của từng loại chiếc xe này để cho các quý khán giả thân yêu của Chuyến xem nhé. À đây, đầu tiên thực ra tôi sẽ đến với chiếc xe máy xúc này trước. Đây, về thiết kế căn bản của nó là mô hình là gần như là giống y chang một chiếc xe máy xúc ở ngoài đời thật. Nó bằng nhựa mọi người nhé, nó có cót, mọi người nhìn này. Đó, Chuyến quay sát cho mọi người xem. 168 này, nó có view chắc này, có mặt có hình người ở đây này. Cái chiếc xe này gần như là cho hai người ngồi được. Đây là có cái gì chứ không biết, nền chứ không biết, nhưng chắc chắn đây là cái kính, đây là cửa đi lên này, máy xúc này. Giá như bây giờ mà Chuyến có cát thì Chuyến sẽ múc cát cho mọi người xem đấy, nhưng mà điều kiện nó không cho phép mọi người, Chuyến không biết không kiếm đâu ra cát để múc cho mọi người xem nữa. Chuyến lúc nào đấy Chuyến sẽ làm một cái clip là dùng cái loại xe máy này để múc cát cho mọi người xem nha mọi người nhé. Thì cái công dụng của cái loại xe máy gấu múc này nó chỉ có thế thôi, không có gì cả. Rồi, trên thực tế là như vậy, Chuyến đã quay sát cho mọi người xem để mọi người thấy rõ cái chi tiết của nó. Đó, Z11 mà chúng ta chỉ mô phỏng lại gần như là chính xác nhất của chiếc xe thật, xe ngoài đời thật thôi. Chúng ta sẽ cùng cái này ra sang một bên đi, nó đã hoàn thành nghĩa vụ của nó rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe là xe khoan chứa nước này. Thì ở trong đây mọi người có thể nhìn thấy là nó cũng là một chiếc xe tải trọng lớn, nhưng nó có một cái bình rất là to ở đằng sau đây. Mọi người có thể nhìn thấy dòng chữ là watering car, tức là xe chở nước. Đấy, car là xe mà watering là nước, mà nước gì chứ không biết, miễn là nước là được. Đấy, nó cũng chạy bằng cót thôi này. Đó, ấy, chưa quan sát cho mọi người xem nhé.
trên thực tế thì nó gần như là phiên bản rep 1:1, tỷ lệ gần như là chiến không biết, tỷ lệ là 1 trên 1 triệu hay 1 trên 100.000 chiến không biết, gấp 100.000 lần chiếc xe như này là một chiếc xe to y chang cái này chiến không biết. Nhưng công dụng của nó chỉ là để chở nước này, có thể là chở nước, có thể là chở xăng, có thể là chở dầu. Dầu thì chắc là không đâu, trong công trường đang thi công chắc là không, nó xăng dầu chắc là không, nó chỉ có chở nước thôi mọi người, chở nước hoặc là chở cái gì đó đại loại là biết, là chở liên quan đến nước là được, nước gì không 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 cần biết. Trên này nó có cầu thang đi lên này, đi lên ở trong khoang này đựng nước này, nên nó có ba ba cái thùng chứa nước này, mở khoang này ra là khoang này thông với khoang này, thông với khoang này là ba khoang này là ba khoang riêng biệt. Chúng tôi chẩn đoán là như vậy. Cái này nó không bừa được ra mọi người, cái này nó dính liền vào luôn. Gạt nó sang một bên đi, bây giờ là đến thiết bị khác tiếp theo ấy. Bây giờ là đến em nó, mọi người nhìn thấy em này, mọi người có thấy thân thân thuộc không? Đây cũng là một dòng xe tải trọng hạng nặng, nhưng nó là xe trộn bê tông nha mọi người ạ. Mọi người vẫn hay thấy những công trường đang thi công ấy, thì thường thường những cái xe trộn bê tông thế này mọi người gần như là không phải là gần như là ai cũng biết. Những cái chiếc xe trộn bê tông ở ngoài đường thì thật sự là những cái người mà xe không phải là ít đi ra đường, nhưng mà gần như là chỗ nào đang xây nhà mới hoặc là xây một tòa tháp hay là xây một công trường tòa nhà đồ sộ nào đấy thì gần như có cái loại xe này. Đấy, đây là phiên bản Z11 của chiếc xe ngoài đời thật đó. Em quay sát cho mọi người rõ này. Thì công dụng của nó là khi chúng ta đổ nước vào đây, đổ nước này, đổ cát này, đổ xi măng, đổ đá vào, khi bầu này nó sẽ quay lên, nó sẽ trộn tất cả những nguyên liệu vào với nhau. Đấy, nó sẽ đổ xuống cái máng này. Cái máng này nó sẽ chạy đi ra đây một cái ống, rồi nó sẽ đổ cái hỗn hợp mà gọi là chúng ta hay gọi là đi phụ hồ ấy, phụ hồ để xây nhà, xây cửa đấy. Đấy, có đó là có cát đá nước của xi măng đấy, nó sẽ thành bê tông. Rồi, công dụng của chiếc xe nó cái chuồn của xe trộn bê tông chỉ có thế này thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ được đến với là chiếc xe tiếp theo cho mọi người nhé. Ở chiếc xe tiếp theo ấy, đây là một cái loại xe mà chúng ta là gần như là hay gặp nhất trên đường luôn. Trên đường chúng ta đi chơi, chúng ta đi bất kỳ đâu đó, hay đi học, đi làm rồi đi ăn sáng các thứ, bất kỳ thành phố nào hay là vùng nông thôn, bây giờ ở Việt Nam mình thì hầu như cả vùng nông thôn cũng đều có xuất hiện các loại xe này rồi. Đây là xe thuộc dòng xe tải trọng hạng nặng, chuyên chở đất đất này, đá rồi cát rồi là than. Than thì khả năng là xe này nó cũng chở được, nhưng mà than nó bẩn mọi người. Than thì thường là buồng này, đây là tỷ lệ gần như là 1 trên 1 triệu hoặc 1 trên 100.000, hoặc là sẽ đổ cái than đá vào trong đấy. Đến bãi than nó sẽ kia, nhưng mà cái mô hình này nó lại không giống lắm. Thực ra như nó có một cái ống thủy lực ở đây thì đẹp. Thường thường là xe như thế này nó sẽ có hai ống thủy lực ở hai bên, nó sẽ đẩy cho cái này lên, đẩy cái khoang chứa hàng lên và nó sẽ đổ cái phần đá ở than quặng ở trong thùng ra. Được rồi, như vậy là hôm nay là chỉ cũng làm cái clip đơn giản như này, gọi là giải trí cho mọi người xem thôi. Để mọi người xem video, mọi người có ý kiến gì mọi người bình luận ở dưới để tôi biết cho mọi người nhé. Thì trong bốn cái loại xe này, mọi người thích loại xe nào nhất cho mọi người cho chính biết ở dưới phần bình luận cho mọi người nhé. Chúng ta là mong người cứ bình luận trên đọc hết, mà chiến không bỏ một cái bình luận nào hết, người cứ bình luận là trên đọc hết. Và chiến cũng rất là buồn ở đây là ở cái clip trước chiến đăng lên đó là chỉ là một món quà của bạn bạn đã tặng chiến thôi, nhưng mà rất nhiều bạn các khán giả đã kỳ sắp của chiến, rất là buồn vì khi cái chuyện bạn không thích các bạn hủy sắp thì clip chiến cũng không cấm được vào mọi người thích xem thì mọi người đăng ký ủng hộ chiến.
chứ, mà mọi người không biết sao mọi người quỳ chứ không cấm được mọi người. Thôi thôi, gì cần nói thì cũng đã nói trong video này rồi, hẹn gặp mọi người clip tiếp theo cho mọi người nhé. Chúc mọi người mạnh khỏe bình an cho mọi người nha. Mọi người thấy sao về video này? Hãy để lại ý kiến phía dưới để Chiến biết nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Chiến nha. Bye bye!